Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền AZ Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu đầm xòe của nữ. Để cắt và may được mẫu đầm này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai phần. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt và phần 2 là mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh mẫu đầm. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt mẫu đầm này trước. May được mẫu đầm này các bạn sẽ mua giúp mình từ mét 7 đến 2 mét vải nhé. Vì phần dưới của mình hơi xòe thiên, nó có độ rủ đẹp hơn. Và chiều dài của đầm là phụ thuộc của các bạn nhé. Các bạn cắt dài bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu nhé. Như mẫu đầm này của mình là 1 mét 10 thì mình sẽ mua mét 7 nhé. Đến 2 mét là mình cắt đủ và thoải mái luôn. May được mẫu đầm này đẹp nhất nhé. Mình sẽ dùng thô cốt tông, ly len, đũi, gấm, xước và nhiều loại vải khác mình đều may được nhé. Đây là số đo của mình. Dài váy 110, rộng vai 38, dài tay 17, vòng ngực 86, vòng bụng 77 và vòng mông 89. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt phần dưới của váy trước nhé. Và để cắt phần dưới của váy thì các bạn sẽ lấy cho mình 110 trừ cho mình 37 cm của phần váy trên thì còn bằng 73. 73 các bạn cộng giúp mình 2,5 cm là bằng 75,5. Đây là mẫu đầm mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt và phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh mẫu đầm. Phần này của mình này là phần ngang vải nhé. Và phần này là phần dọc này, các bạn sẽ gấp cho mình miếng vải 45 độ nhé. Để mình lấy phần thiên của váy nhé. Thì mình khi mình mặc lên nó xòe nó rất là đẹp này. Trước khi đi cắt này, mình đã để thân trước lên thân sau này. Và thân trước này cách cái mép của thân sau này, đường giữa sống này 1,5 cm. Để tí mình tra khóa nhé. Dài váy của mình là 110, các bạn sẽ trừ giúp mình 37 cm của phần thân trên của váy nhé, là cần bằng 73. 73 các bạn sẽ cộng cho mình 2,5 cm đường may là bằng 75,5. Dài váy của mình là 75,5 này, các bạn lưu ý giúp mình nhé. Từ mép trên này, các bạn sẽ lấy cho mình 5 cm, 4 đến 5 cm cho mình. Mình sẽ lấy xuống 4 này. Đường này mình kẻ vuông góc nhé. Thì mình sẽ lấy xuống 4 này. Từ giữa thân này lấy xuống 4 cho mình. Phần trên các bạn để nguyên cho mình nhé. Để khi mình cắt này có độ cong của phần váy nhé. Và sẽ đo giúp mình này. Từ cái 4 cm này xuống dưới này là 75,5 cho mình. Còn mép này các bạn sẽ tính từ trên này cho mình nhé. Nối vào cho mình. Đoạn từ ngoài này, các bạn không tính thân sau nhé, các bạn tính thân trước cho mình nhé. Lấy vào cho mình là 42 cm. 1,5 cm cho mình. Vòng bụng của mình 77, các bạn chia 4 cho mình là bằng 19 nhé. Thêm 1 cm cử động này là bằng 20 này. Và 1,5 cm đường may nhé. Sau đó các bạn sẽ nối giúp mình từ gấu này lên đây cho mình. Và đoạn này nhé, các bạn sẽ đánh cong cho mình này. Gấu dưới các bạn lấy lên cho mình 3 cm nhé.
Vậy là mình đang dẫn các bạn vẽ xong phần dưới của thân váy cả trước cả sau này. Các bạn cắt cho mình nhé. Tí cái phần váy sau mình sẽ tính sau này. Cái này là mình cũng không cho xòe nhiều lắm nhé. Xòe vừa vừa này. Phần xòe của mình nó vừa nhé. Và phần thân sau này. Phần này các bạn sẽ đánh cho mình 1 cm nhé. Để khi mình tra khóa thì cái phần này của mình không bị thừa này. Riêng thân sau các bạn cắt cho mình 1 cm. Và đoạn giữa này các bạn cắt rời cho mình nhé. Điều này của mình là đường tra khóa này. Cắt xong nhé, các bạn sẽ mở giúp mình cái phần thân này lên này. Chỉnh cho mình cho nó tròn đều ấy nhé. Khi mình may nó mới tròn được nhé. Chỉnh luôn giúp mình. Cả thân trước và cả thân sau luôn nhé. Thân sau của mình tròn luôn rồi này. Kẻ giúp mình đường tra khóa luôn 1,5 này. Tí mình sẽ may vào đường này nhé. Kẻ giúp mình 1,5 cm là đường tra khóa này. Phần trên của mình là 37, các bạn cộng cho mình 2 cm đường may là 39 nhé. Dài phần trên của váy là 39 này. Cổ bạn để cho mình từ 9 đến 10, mình để 9,5. Hạ cổ sau cho mình 7 cm. Bạn làm cổ nhỏ các bạn để cho mình phần ngang này 8 thôi nhé. Hạ xuôi vai giúp mình 3,5. Rộng vai của mình 38, các bạn chia 2 là bằng 19. Phần ngang cổ các bạn chia đôi lối này cho mình. Vòng ngực của mình 86, các bạn chia cho 4 là bằng 21,5. Hạ lách giúp mình 21,5. Các bạn lối này cho mình. Vòng ngực của mình 86, bạn chia 4 thì bằng 21,5, cộng cho mình 0,5 là bằng 22. Thêm 1,5 cm đường may nhé. Tính vào lách cho mình luôn. Vòng ngực của mình 86, các bạn chia 10 là bằng 8,6 nhân với 2 cho mình là bằng 17. Trừ cho mình 1 cm còn bằng 16. Đoạn từ đây ra đây là bằng 16 nhé. Sau đó bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường ngang ngực này. Đường ngang ngực các bạn chia đôi và lốn lên cho mình. Đừng chéo các bạn chia đôi nhé. Đoạn này các bạn sẽ đánh vào cho mình 0,7. Còn đừng chéo đấy, các bạn lấy cho mình 1 phần 2 hoặc sâu vào một chút nhé. Là mình được vòng lách của thân sau. Tính giúp mình đường rộng ngang eo. Vòng bụng của mình 77, các bạn chia 4 là bằng 19. Cộng cho mình 2 cm là bằng 21. 21 cộng cho mình 0,5 đến 1 nhé. Mình sẽ cộng 1 là bằng 22. Vì bác này bác trung tuổi nên là mình cộng rộng một chút. Nếu mà bạn nào mặc ôm thì sẽ không cộng cho mình nhé. Vì vải đã giãn rất là nhiều này. Các bạn sẽ không cộng nhé. 1,5 cm đường may cho mình. Sau đó bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang ngực xuống đường ngang eo này. Chia cho mình nhé. 22 các bạn chia 2 là bằng 11.
nối với cho mình. Từ dưới đây các bạn đánh cho mình 2 cm. Mi của mình là 1 cm này. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau. Phần trên của đầm nhé. Phần này các bạn cắt rời cho mình này. Cắt xong thân sau các bạn sẽ cắt thân trước cho mình nhé. Dài thân trước bằng dài thân sau cho mình là bằng 39 này. Và các bạn sẽ lấy lên cho mình phần dưới gấu này để cho mình 1 cm. Để tí mình vẽ cái phần ly nó rộng nhé, thì mình phải để xuống nhé. Để ly của mình nó không hụt. Ngang cổ các bạn để cho mình 9,5 bằng thân sau. Hạ cổ giúp mình 13,5 đến 14 nhé. Mình hạ 13,5 thôi. Nối cho mình. Nối giúp mình từ đường hạ cổ lên đường ngang cổ này. Đường chéo các bạn chia đôi. Lấy về cho mình 1/2 là mình được vòng cổ của thân trước nhé. Để cho cái cổ nó xinh này, các bạn sẽ đánh cho mình này, hơi vuông một chút nhé. Để cái cổ của mình nó không bị nhọn. Hạ xuôi vai giúp mình 4 cm. Rộng vai trước của mình bằng rộng vai sau là bằng 19 nhé. Ngang cổ thì các bạn chia đôi. Lối từ đường rộng vai lên đường trên ngang cổ đó cho mình. Hạ ngực trước bằng hạ ngực sau là bằng 21,5. Rộng ngang ngực trước bằng rộng ngang ngực sau là bằng 22 và 1,5 cm đường may. Eo của mình là 77, các bạn chia 4 là bằng 19. 19 các bạn cộng cho mình 3 cm ly nhé, là bằng 22. Cộng với 1 cm của cử động là bằng 23, 1,5 cm đường may. Tính vào lách cho mình, vào lách trước bằng vào lách sau trừ 1. Vào lách sau của mình là bằng 16 thì vào lách trước của mình là bằng 15 nhé. Các bạn sẽ lối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường vào lách này. Đường chéo các bạn chia đôi. Lối về cho mình. Đường chéo các bạn chia đôi nhé. Lấy về cho mình 1/2. Là mình được vòng lách của thân trước. Lần này các bạn chia đôi cho mình. Là bằng 11,5. Gióng vuông góc lên nhé. Ly của mình là 1,5. Từ trên ngang ngực để xuống lấy cho mình 3 cm. Đoạn này nhé, các bạn sẽ kẻ cho mình 1 cm này. Lối đường sườn này giúp mình. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của đầm nhé. Đoạn này muốn may ly chuẩn thì các bạn sẽ gập vào như thế này cho mình. Để mình cắt cái phần ly này. Các bạn sang dấu ly sang bên đây cho mình nhé. Sau
Sang dấu luôn cái ly thân sau cho mình luôn. Sau khi cắt xong thân trước các bạn đã cắt tay áo cho mình nhé. Dài tay của mình 17, các bạn cộng cho mình 3,5 cm. Là bằng 20,5 nhé. Hạ mang giúp mình 13 cm. Tính rộng ngang tay cho mình nhé. Vòng ngực của mình là 21,5, các bạn trừ cho mình 2 cm nhé. Còn bằng 19,5. Các bạn lấy cho mình 20. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường đầu tay này xuống đường rộng ngang tay cho mình. Đường chéo đó các bạn chia làm 3 nhé. Phần dưới các bạn đánh xuống này và hai phần này các bạn đánh lên cho mình là mình được đầu tay của đầm này. Tay của mình là 28, các bạn chia 2 là bằng 14 này. 1,5 cm đường may cho mình này. 2 cm cử động này. Ly của mình các bạn sẽ để cho mình là 4 cm đấy nhé. Các bạn lối ra đây cho mình. Đầu dưới các bạn sẽ đánh lên cho mình 0,5. Cửa tay của mình xếp ly to một chút nó đẹp hơn nhé. Sang dấu đầu tay cho mình luôn. Giữa tay luôn nhé. Cắt mang cho mình này. Đánh dấu vào mặt trái của mang trước cho mình nhé. Sau cắt tay áo xong nhé, các bạn đi cắt dây viền cổ cho mình này. Dây viền cổ các bạn lấy cho mình cái vải giãn này. Vì vải giãn mình mới viền được nhé. Vải không giãn thì các bạn sẽ không viền được đâu nhé. Dây viền cổ bạn cắt cho mình 3 cm. Cắt cho mình dài tầm 30 cm là được nhé. 30 cm gấp đôi nhé, là 60 cm. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu đầm xòe của Lữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.